Hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi. Kết môi duyên hồng tươi tươi thắm,
kết môi duyên hồng tươi. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em người anh thương, kết môi duyên hồng tươi tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Đêm nay trăng gặp mây, tình yêu ngất ngây mình trọn với thời gian. Đêm nay sông tràn dâng, mùa hoa bướm say tìm về gió mùa xuân. Quê anh thắm say, bao nhiêu cô gái vui mời chào em. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em người anh thương, kết môi duyên hồng tươi tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Theo anh về cuối sông, về non xanh, mình tìm thăm quê cũ. Ta nhìn đồng lúa thơm, đàn chim vui, cờ bay bay phơi phới. Mẹ anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em người anh thương, kết môi duyên hồng tươi tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Đêm nay trăng gặp mây, tình yêu ngất ngây mình trọn với thời gian. Đêm nay sông tràn dâng, mùa hoa bướm say tìm về gió mùa xuân. Quê anh thắm say, bao nhiêu cô gái vui mời chào em. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em người anh thương, kết môi duyên hồng tươi tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Miếng cao ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan khiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng. Thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương, đang đang bình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày
miếng trầu miếng cao. Ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa. Hai họ tình thông ra giờ khăn khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cao. Tình đang duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến huyên ương. Tình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Ha 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 ha. Trăng tròn nhớ nhau dưới biển mà trên non nỡ vẫn tìm. Ơ, thương nhau thì mâm bánh buồng cau cũng nên duyên. Ừ, duyên. Bên đường mến nhau ngay thật mà yêu thương ngỡ sớm chiều. Ơ, thương nhau thì ta biết để đâu chứ cho vừa. Từ vừa chẳng tham em chẳng tham ao sâu hay nhà chỉ tham anh chút công danh về sau, về sau ý về sau. Chẳng tham mà phấn em hồng tươi ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường ý trăm đường. Biết nhau cũng bởi tâm bên nhau cùng bởi mà đôi câu ở đã vàng. Ơ, đôi ta cùng xây đắp tình thương chưa lâu dài. Tới toàn thể của trường ngày nay và được ấy một sức khỏe sôi sâu và gia đình tràn đầy hạnh phúc. Nay đây hai em Quỳnh Hương Quỳnh và Huy Hoàng cũng đã vượt qua tình bạn và đến với tình yêu, và cũng đã thề non hẹn biển với nhau rằng cho em được làm vợ và cho anh được làm chồng. Những lời ước hẹn ấy, mối tơ duyên ấy, chính thức giờ này đã được ông Tơ bà Nguyệt xe sợi chỉ hồng và kết duyên vợ chồng. Và đặc biệt ngày hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2015, tức là ngày 10 tháng 10 năm Ất Mùi, gia đình ông bà Đông Huệ có tổ chức buổi lễ ăn hỏi cho hai con Hương Quỳnh và Huy Hoàng ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa, gia đình nhà gái cũng có tổ chức một live show ca nhạc, hứa hẹn sẽ làm vừa lòng quý vị, anh chị và các bạn trẻ đang có mặt trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và cũng thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng tuyên bố buổi lễ ăn hỏi cho em xin được phép bắt đầu.
mời toàn thể trường cái cùng mời chào mạnh nước. Vâng, và thật đúng là hát đi cho đời thêm trẻ máy, và hát đi cho trẻ máy tuổi thanh xuân, cho yêu văn nghệ cho anh vui, và gái yêu văn nghệ cho đời đỏ hoa. Vâng, cũng mở xanh ra cho văn nghệ đầu tiên. Thì ngay sau đây tôi cũng xin gửi đến các đại biểu dân ca các tỉnh trường Hà, xin trân trọng cũng mời bước chân của anh em. Cánh đến chơi nhà rằng mấy khi, cánh đến chơi nhà rốt lời hát xuống trên trà mời nhau, rốt mời hát xuống trên trà mời nhau. Mời anh sơn một miếng trầu cho rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nệt nã, đừng ao tứ thân, đừng khăn mò qua, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Chót thương anh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng để. Bây giờ qua ngõ mới trông qua ngõ mà chờ. Và cũng đang kính truyền lời mời của ban thống tôi, thì cô xin trân trọng kính mời toàn thể trường tái cùng mời chào mời nước và chia tay với đoàn điệu dân ca khách đến chơi nhà. Thì cũng cho phép Thanh Tuấn là những người làm chương trình ngày hôm nay sẽ bước vào chương trình chính của buổi lễ ăn hỏi, đó là trân trọng kính mời vị một vị đại diện của gia đình nhà gái, nhà trai lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ạ. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các ông các bà, bạn là thanh niên nam nữ của hai cháu và hai gia đình, hôm nay được sự đồng ý nhất trí của hai gia đình ông Đông và ông Hiền tổ chức cho lễ ăn hỏi cho hai cháu Hoàng và Quỳnh. Vậy tôi thay mặt cho gia đình nhà trai có sắm chút lễ rước lễ là bái yết tổ đường, sau nữa cho hai cháu tìm hiểu từ trăm năm thời phúc cho hai cháu. Vậy thay mặt gia đình xin mời các cụ mời chào mời nước mời thuốc và vui vẻ hạnh phúc cho hai cháu, xin chào chào cảm ơn. Vâng, và kính thưa cho kính mến và toàn thể hữu trường, chúng ta cũng đã vừa nghe một vị đại diện nhà trai cũng đã phát biểu rất đầy đủ và xúc tích. Vâng, và cũng để liên tục vào chương trình thì ngay sau đây ban chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời vị đại diện nhà gái bác cũng trở lên sân khấu có một lời phát biểu trước trường. Xin trân trọng kính mời và kính mời bác. Kính thưa các cô, kính thưa các ông các bà cùng toàn thể hội hôn, được sự tìm hiểu của hai cháu và nhất trí của hai gia đình, hôm nay là cái ngày gọi là tốt ngày nên là tổ chức ăn hỏi cho lễ ăn hỏi cho hai cháu, mời các cụ mời chầu mời nước và tiếp tục chương trình thứ hai tiếp tục sau. Xin có ý kiến vậy. Vâng, và kính thưa chủ tịch mến và toàn thể hội trường, chúng ta đã vừa nghe hai vị đại diện nhà trai và nhà gái cũng đã phát biểu rất đầy đủ và xúc tích, và cũng thay mặt cho ban tổ chức thì xin chúc hai vị đại diện nhà trai và nhà gái hôm nay cùng toàn thể hội trường sức khỏe và gia đình tràn đầy hạnh phúc. Vừa chú rể sẽ trở lên sân khấu để làm thủ tục trao lễ nhận lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời và kính mời hai bác ạ. Tình
chồng từ đây xa phút long đông đã có kiếp nàng từ đây xa phút long đông chàng về đã có kiếp nàng phép gia đình nhà gái chúng tôi ra về gặp các cụ những ngày gần nhất đây xin các chồng cảm ơn. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời. Câu hát trong tim là bình minh rực sáng.
thân ai tìm đến với muôn vàn thơ mãi yêu nhau như ngày xưa.
Xin trân trọng kính mời các quý vị đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay cùng mời chào mừng nước và chia tay với các quốc húc về quê. Thì ngay sau đây, Thanh Tuấn cũng là những người làm chương trình cũng xin gửi tới toàn thể quý vị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay một ca khúc mang âm hưởng của mảnh đất âm linh, ca khúc Nam Định Mình Ơi. Xin trân trọng kính chào cùng lắng nghe. Mình ơi, hoa xoan rơi trắng tường ơi,
tiền bùng tan những nắng diện quê em những mùa thu chín đầy vui hò anh đợi người đi xa nơi bến xưa chờ nghe tổ hoa văn nao nồng chuyện ngày xưa ai nói rằng có cô thắt dài đứng xanh theo anh về năm đình cùng dệt đường tư đám cưới trong chiếc thuyền nan ấy bồng bềnh qua bến đò qua hồ đầm khuôn chưa tiền lắng đọng hồn tê vần thơ cháy lòng chiếc năm đình mình ơi. Và kính thưa chị Cánh Bến và công an kính chuyển lời mời của ban tổ chúng tôi cũng là đại diện đàn trai thì cũng xin trân trọng kính mời toàn thể huấn trường cùng mời chồng nước một ca khúc ca tiếp theo mà Thanh Tuấn xin gửi tới cũng là một ca khúc mang đậm nét cho tình ca khúc một ca khúc gõ cửa trái tim xin trân trọng mời huấn trường cùng mời nước. Trái tim em sao hờn, ngõ hồn bay lên tâm canh thầm thờ, nên lòng mắt dâng tơ để một mối cô thơ, nhưng anh vẫn ngóng tin em mở cửa, ngõ cửa trái tim em sao hờn. Ngõ hồn bay lên nắm cánh thần thờ, nhìn lòng mắt dâng tơ để một mối mơ. Khi không em nhốt anh trong đợi chờ. Không chúng hồn anh buồn lang thang họ cửa trái tim nghe sang nhìn chung bên bờ hắn yêu có đơn tận cùng đang nở phim xoay cung tình này cũng mong lung tìm em ai có từ trái tim em sao hững hờ, ngõ hồn tái tên nắm cánh thần thờ, nhìn lòng mắt dâng tơ để một mối tơ. Khi câu em nhốt anh trong đời chờ. Nên tiếng kêu nghe kẻ đi anh có cửa liên man mà em không chút hoài anh buồn
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi xin gửi tới lễ thành hôn bài hát tình ta của bạn Đỗ Trang. Xin trân trọng mời các nam thanh nữ tú có những bàn chân đẹp và có nhiều cái đẹp nữa sẽ trở lên sân khấu để giao lưu. Một lần nữa xin trân trọng và trân trọng kính mời.
trời có phong ba, dẫu cho biển hóa nương dâu, đường trần ta bước sắc son, một lòng sống chưa vì hạnh phúc mãi mãi là tình xin
rạo rực tình yêu đôi lứa, tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới. Ông ta sẽ thị hồng đôi lứa thắp chặt tình duyên. Ô vui quá là vui, vui quá là vui, làng ta hôm nay nhà ai đám cưới, chú rể cười tươi, cô dâu má đỏ trông thật xinh. Và kính thưa cho kính mến và cũng mang kính chuyển lời mời của ban tổ chức tôi thì cũng xin trân trọng kính mời các nam thanh nữ tú bạn của cô dâu và chú rể hôm nay còn rất đông ở phía cổng quảng trường ạ. Trân trọng tiến vào trong thán phòng cưới của gia đình nhà gái hôm nay cùng mời cho mấy nước và chúng ta chuẩn bị tổ chức buổi lễ vu quy cho em. Một lần nữa xin trân trọng và trân trọng. Mến và có ba kính truyền lời mời của ban tổ chức tôi thì cô xin trân trọng kính mời toàn thể ông trường thái cùng mời cho mấy nước. Vâng, và kính thưa cho kính mến và thật đúng là hát đi cho đời thêm trẻ mãi và hát đi cho trẻ mãi tuổi thanh xuân, trai vui văn nghệ trai vui và gái yêu văn nghệ cho đời nở hoa. Vâng, và mở sang trang văn nghệ đầu tiên thì ngay sau đây Thanh Tuấn cũng là những người làm chương trình xin gửi tới một ca khúc rất dễ thương, ca khúc Em Yêu Anh Như Câu Vĩ Dăm. Xin trân trọng quý trường cùng lắng nghe. Tươi sáng những hàng
kính thưa quý mến và công an kính truyền lời mời của ban tổ chúng tôi, thì cô xin trân trọng kính mời toàn thể trường thái cùng mời chồng về nước. Vâng, và kính thưa cho kính mến, và thật đúng là ở trên đời thì có gì vui thế, người với người sống để yêu nhau, trước là căn dặn rể dâu, sau đó là bá bắc nhịp cầu thông gia. Vâng, và cũng để liên tục vào chương trình thì ngay sau đây ban tôi cũng xin trân trọng kính mời một vị đại diện nhà trai bác trở lên sân khấu có một lời phát biểu trước trường. Xin trân trọng kính mời và kính mời bác. Xin cảm ơn bà tổ chức, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô để chú bác, anh em bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu, hôm nay tôi thay mặt cho gia đình nhà trai nên có phải là ý kiến với gia đình nhà gái. Qua thời gian hai cháu tìm hiểu đến nay đã chín mùi, vậy hai gia đình tổ chức lễ thành hôn trăm năm cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình Hướng Hiền có chút lễ muộn, trước hết dâng lên tổ đường và xin phép cháu Quỳnh được về đón dâu. Xin phép gia đình Hướng Đông cho phép cũng như đoàn với đại biểu nhà trai chúng tôi đón cháu Quỳnh về gia đình nhà trai tổ chức. Vậy thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và kính thưa cho kính mến và toàn thể hội trường, chúng ta cũng vừa nghe một vị đại diện ở trai cũng đã phát biểu rất đầy đủ và xúc tích, và cũng thay mặt cho ban tổ chức thì xin chúc bác luôn luôn mạnh khỏe và gia đình tràn đầy hạnh phúc. Vâng, và kính thưa cho kính mến, và thật đúng là công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Và ngay sau đây thì ban tôi cũng trân trọng kính mời một vị đại diện nhà gái cũng trở lên sân khấu có một lời phát biểu trước trường. Xin trân trọng kính mời và kính mời bác. Kính thưa các vị, các cô, kính thưa các vị đại biểu, thưa các bạn thanh niên, được sự đồng ý tìm hiểu của hai cháu và nhất trí của hai gia đình, ngay ra thì đại diện cho hội nhà trai đã có ý kiến là có cơ giàu xin dâu. Tôi đại diện cho gia đình và hội nhà gái xin tiếp nhận và mời các cụ, mời chầu, mời nước, và xin các cụ ít phút để chuẩn bị những thời những thủ tục cần thiết. Và trên đường đi thì đi bằng phương tiện bằng xe máy, cho nên là đề nghị các cụ là phải đảm bảo cái trật tự an toàn cho thật tốt. Xin nghe. Vâng, và kính thưa quý mến và công an kính chuyển lời mời của ban tổ chúng tôi, thì cô xin trân trọng kính mời toàn thể của chúng ta hãy cùng mời chồng về nước. Vâng, và cũng để liên tục vào chương trình trong buổi lễ phúc quỳnh ngày hôm nay, thì ngay sau đây cũng trân trọng kính mời chú rể hãy ôm bó hoa tươi thắm đi vào trong gian trong của gia đình nhà gái để đón cô dâu ra làm đại lễ phục quy. Xin trân trọng kính mời. Và cũng trân trọng kính mời, trước khi cô dâu và chú rể trả ra vị trí cao quý nhất của mình, thì cũng trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ làm thủ tục thắp hương bái yết sa tiên. Xin trân trọng kính mời chú rể. Vâng, và kính thưa quý mến, và tôi cũng kính truyền lời mời của ban tổ chúng tôi, thì cô xin trân trọng kính mời toàn thể trường thái cùng mời chồng về nước. Vâng, và cũng kính truyền lời mời của ban tổ chúng tôi, thì cũng trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy đứng lên để ra mắt và cúi chào quan viên bốn họ. Và tôi không quên xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Vâng, và kính thưa cho kính mến, và thật đúng là núi cao thì phải có đất bồi, con người có lớn phải có người sinh ra, con ai chẳng phải con cha, và cháu ai chẳng phải cháu bà cháu ông. Nhân ngày hôn lễ tơ hồng của người cháu mình thì bà nội cũng có một món quà để cho hai con. Xin trân trọng kính mời và kính mời bà nội ạ. Vâng, và kính thưa cho kính mến, và toàn thể hội trường chúng ta đang chứng kiến đó là bà nội đang trao quà cho hai cháu. Và tôi không quên xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc phúc và chúc sức khỏe cho bà ngày hôm nay. Vâng, và cũng để liên tục vào chương trình trao quà, thì ngay sau đây ban tôi cũng xin trân trọng kính mời, đó là dì Hoa cũng có một món quà để trao cho hai con. Xin trân trọng kính mời ạ. Chị Mỹ Mến và toàn thể của trường chúng ta cũng đã vừa chứng kiến, đó là chị gái và em gái cũng vừa trao quà cho chị và người em của mình. Và tôi cũng quên xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc phúc cho đại gia đình ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa chị Mỹ Mến, và cũng kính truyền lời mời của ban tổ chúng tôi,
thì cũng xin trân trọng kính mời toàn thể hội trường đại cùng mời trở về nước. Và ngay sau đây thì mong tôi cũng xin trân trọng kính mời đó là vị đại diện nhà trai, bác trở lên sân khấu có một lời phát biểu xin đáp từ. Xin trân trọng kính mời và kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các người khách quý, còn hồi hôn được sự nhất trí của gia đình nhà gái, gia đình nhà tôi, đại chàng trai chúng tôi xin cảm ơn và xin nhà gái cho phép gia đình nhà trai chúng tôi đón cháu Quỳnh về gia đình hội trường nhà trai tổ chức. Và một lần nữa xin kính mời các cụ cô gái cùng phái đoàn nhà trai chúng tôi đón cháu và gia đình nhà trai tổ chức được tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho ban tổ chức xin chân cảm ơn tất cả các vị đại biểu khách quý, các cụ ông, các cụ bà cùng cô dì bác gia và toàn thể anh chị em thanh niên đã bớt chút thời gian và ngọc tới dự buổi lễ vô quy của con và anh chị em chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. We'll be right back.
Ngày hôm nay đây, Huy Hoàng và Hương Quỳnh cũng đã vượt qua tình bạn và đến với tình yêu, và cũng thề non hẹn biển với nhau rằng cho em được làm vợ và cho anh được làm chồng. Và đến giờ này, những lời ước hẹn ấy, mối tơ duyên ấy chính thức đã được ông Tơ, bà Nguyệt, xe sợi chỉ hồng và kết duyên vợ chồng. Và đặc biệt hơn nữa là đã được sự chứng kiến của quan viên bốn họ. Chính vì đó cho các cô đứng sau bức rèm hạnh phúc của em, xin trân trọng tuyên bố buổi tổ chức hôn lễ cho em xin được phép bắt đầu. Và những cái hôm nay thì anh em trong ban nhạc xin gửi tới một làn điệu dân ca Mời Nước Mời Chầu, trân trọng quý trường gặp gỡ và làm quen với nữ ca sĩ hiền lụa của ban nhạc chúng tôi. Và ta cũng quên xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Chuyện lời mời của ban thân chúng tôi, tôi cũng xin trân trọng mời toàn thể của chúng ta hãy cùng mời chào Mời Nước và chia tay với một làn điệu dân ca Mời Nước Mời Châu. Thì cũng cho phép Thanh Tuấn là những người làm chương trình trong buổi tổ chức ngày hôm nay. Thì ngay sau đây, bản thân cũng xin trân trọng mời một vị đại diện nhà gái bác trở lên sân khấu có một lời phát biểu trước trường. Xin trân trọng mời và kính mời bác ạ. Xin thưa các vị thân khách, xin thưa các bạn, các ông các bà, các bạn. Và xin tình yêu của hai cháu và rất chi là
lại được cơ quan đại diện cho phép tổ chức buổi lễ thành hôn hôm nay thật là vui mừng và trang trọng. Sự có mặt của các vị tân khách, các bộ và các bạn thanh niên là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với hai cháu và hai gia đình chúng tôi. Để tôi làm tốt tâm tình cảm tốt đẹp này, trước hết là hai cháu phải đoàn kết xây dựng một gia đình no đủ, có lẽ sống văn hóa của thôn xóm, khu dân cư thực sự là dấu hiệu để thảo của hai gia đình và hai dòng họ. Riêng về cháu Quỳnh Hương, Hương Quỳnh thì tuổi đời thì còn ít, trong cái giao tiếp và công việc gia đình là còn bỡ ngỡ. Rất mong là những học đó tạo điều mình cho tạo một điều kiện thuận lợi để cháu luôn là thành viên tốt của trong gia đình. Cuối cùng xin kính chúc các vị tân khách, các cô, các ông, các bà cùng các bạn thanh niên lời chúc sức khỏe và lời chào kính trọng. Vâng, và kính thưa chương trình mến và toàn thể hội trường, chúng ta đã vừa nghe một vị đại diện ở đấy cũng đã phát biểu rất đầy đủ và xúc tích. Và cũng thay mặt cho ban tổ chức thì xin chúc bác luôn luôn mạnh khỏe và gia đình tràn đầy hạnh phúc. Vâng, và kính thưa chương trình mến, và thật đúng là giờ đây rể nâng hoa thắm trên tay, anh trao cho bạn đường đời trăm năm, rằng thuyền hạnh phúc trăm năm anh ấy, bến Tân Duyên em chảy nắng hồng và bốn mùa xuân hạ thu đông, em ơi anh vẫn chờ mong tháng ngày. Vâng, và cũng để liên tục vào chương trình thì ban tôi cũng xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy đứng lên để làm thủ tục trao nhẫn cưới. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Vâng, và kính thưa quý vị mến và toàn thể hội trường, là chúng ta đang chứng kiến cô dâu và chú rể đang làm thủ tục trao nhẫn cưới, và tôi không quên xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt hội trường ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị mến, và cũng là kính chuyển lời mời của ban tổ chức thì cũng xin trân trọng kính mời toàn thể hội trường ta hãy cùng mời chào về nước. Vâng, và cũng để tiếp tục vào chương trình, ban nghệ chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi sáng hôm nay thì cũng phải hiểu theo yêu cầu của tất cả các anh chị em ở quê hương La Xuyên cũng có yêu cầu thanh tuấn hát ca khúc hồn quê, thì ngay sau đây một ca khúc hồn quê sẽ truyền tải tới toàn thể hội trường. Xin anh cho bạn là tôi mời toàn thể trong cùng các em. Em theo anh quen những cánh đồng từng lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách thương chân vùng này đến dần, lòng buồn đời với xa xôi thời lại kỷ niệm cuốn môi thương với năm tháng chiều và mái tranh xưa còn nằm đồ cây mẹ che bóng mát môi chiều ta đứng trời nắng. Con lê dấu mặt trời cuốn chúc nhau trên tình ngất chào về quê hương ta. Vâng, và kính thưa quý vị mến, và công an liên tục là chuyển lời mời của ban chúng tôi cũng như là đại diện đến trang đây, xin trân trọng kính mời toàn thể trường ta hãy cùng mời chào về nước. Vâng, và cũng để liên tục là trao văn nghệ chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi sáng hôm nay, thì ngay sau đây bạn tôi cũng xin trân trọng kính mời đó là cháu Luân, cô có một ca khúc để chúc cho cô chú. Xin trân trọng kính mời cháu Luân ạ. Hôm nay là ngày vui của hai cháu và Ngọc Quỳnh thì bác cũng có một bài dân ca quan họ Bắc Ninh, tức là gửi tặng cho hai cháu và cùng toàn thể hội hương. Các cụ thường nói là còn duyên thì ngồi gốc cây thông, hết duyên ngồi gốc cây hồng hái hoa, còn duyên thì kẻ đón người đi, hết duyên đi sớm về chưa bằng lòng, là nhâm đề bài hát còn duyên. Hãy subscribe
Truyền lời mời của ban chúng tôi thì cô xin trân trọng kính mời toàn thể trần tái cùng mời chồng ánh nước và chia tay với những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh và những ca khúc mang đậm nét trữ tình. Thì ngay sau đây cũng cho Thanh Tuấn xin trân trọng kính mời một vị đại diện trai bác trở về sân khấu có một lời phát biểu trước hội trường. Xin trân trọng kính mời và kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô hồi chú bác và anh em năm mới của gia đình, hôm nay tôi thay mặt cho gia đình Hương Hiền trước hết cảm ơn các cô hồi chú bác đã về đây thành hôn cho hai cháu. Thế nên giờ phút này thành hôn tốt đẹp, cháu Quỳnh Chí Đức là con quan của gia đình nhà ông Hiền. Vậy thay mặt gia đình nhà ông Hiền, xin cảm ơn cô để hướng bác được bước thuốc thời gian để được về để công nhân hay để tốt đẹp. Bên mặt gia đình kính chúc các sức khỏe hạnh phúc. Vậy hai vợ chồng cho gia đình xin cảm ơn. Vâng, và kính thưa thông mến và toàn thể hội trường, là chúng ta đã vừa nghe hai vị đại diện nhà trai và nhà gái cũng đã phát biểu rất đầy đủ và xúc tích. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức thì xin chúc hai vị đại diện nhà trai và nhà gái này cùng toàn thể hội trường sức khỏe và gia đình tràn đầy hạnh phúc. Vâng, và kính thưa thông mến, và thật đúng là đất nước hòa bình chim tung cánh bay về tổ ấm đón hương duyên, bao đêm đôi bạn thề nguyện tới nay mình đón họ hàng từ đôi bên và bạn bè từ chốn xa xôi
cũng bay về đây chúc duyên anh bạn, chúc mai duyên hài, ông Tơ bà Nguyệt cũng tài, kết duyên anh bạn sánh vai dâu trầu. Vâng, và di tích về thời gian phút này, hai em tôi đã trở thành vợ thành chồng và cùng nhau chung một chữ đồng trong tim. Và chén vui thì nhớ buổi hôm nay, chén mừng xin đợi ngày dày sang năm, và đường đua nào thì cũng phải tới đích, và cuộc vui nào thì cũng phải đến lúc tạm ngưng. Và cô dâu đâu, chú rể đâu, trầu cau trước ngõ để tiễn chân khách về. Vâng, và cũng thay mặt cho ban tổ chức tôi xin khép lại chương trình tổ chức tại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi.